Hi xin chào các bạn quay lại với kênh Kazo Xanh. Hôm nay chúng mình cùng nhau làm món đồ chơi lắp ráp mô hình máy phát điện quay tay thí nghiệm vật lý. Tình hình mất điện khắp nơi, lịch cắt điện đã có. Những lúc mất điện thì các bạn làm gì? Có phải là rất nóng và khó chịu buồn nhất là những thứ bạn dùng để giải trí thì cũng không có điện để dùng. Để xóa ta sụ buồn và chán đó chúng mình làm một chiếc máy tạo ra điện. Ngồi cả ngày với chiếc máy và quên đi việc hôm nay nhà mình mất điện đi nào. Hồi bé mà mình có cái bộ đồ chơi này thì ngồi cả ngày ở nhà không có đi chơi đâu hết á. Cùng mình chơi và làm ra máy phát điện nào. Các bạn xem hướng dẫn rồi làm theo thôi. Đơn giản lắm luôn. Còn bạn nào thấy khó có thể nhờ bố mẹ chơi cùng sẽ rất là vui đó. Mình chắc chắn luôn bố mẹ bạn sẽ thích chơi cái này. Có thể gây nghiền với trẻ con và gây nghiện với người lớn đó nhé. Trong lúc này chúng mình cùng nhau nghe chia sẻ của một bạn nhỏ về sự hiểu biết của bạn về điện năng và tiện nghi mà nó mang lại cho cuộc sống của chúng ta nhé điện năng là một khái niệm quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hiểu biết của em về sự hình thành điện năng và tiện nghi mà nó mang lại đã mở ra một thế giới mới nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho con người sự hình thành của điện năng bắt nguồn từ hiện tượng vật lý đặc biệt là từ sự chuyển động của các hạt điện tử em đã học về nguyên tử và các thành phần của nó trong đó có các hạt điện tử khi các hạt điện tử di chuyển chúng tạo ra dòng điện điện năng được tạo ra thông qua việc chuyển động và lưu trữ của các hạt điện tử trong các vật liệu dẫn điện như đồng nhôm và các chất khác một khi điện năng được tạo ra, nó có thể được sử dụng để cung cấp rất nhiều tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Em đã thấy rõ rằng điện năng là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho ngôi nhà của chúng ta. Em có thể sử dụng đèn để chiếu sáng và tạo không gian thoải mái và ấm cúng. Điện năng cũng cung cấp nhiệt cho máy sưởi, bếp điện và hệ thống điều hòa không khí, giúp chúng em sống trong môi trường thoải mái và ổn định. Ngoài ra, điện năng còn mang đến nhiều tiện ích gia đình quan trọng khác. Em đã hiểu rằng nó làm cho công việc hàng ngày trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian. Với điện năng, chúng ta có thể sử dụng máy giặt để giặt quần áo một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tủ lạnh giữ cho thực phẩm tươi ngon và bảo quản được lâu hơn. Lò xo sóng giúp nấu nướng trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động và các thiết bị gia đình khác cung cấp năng lượng và kết nối chúng ta với thế giới. Thông qua Internet và các dịch vụ trực tuyến chúng ta có thể truy cập thông tin gửi tin nhắn và liên lạc với bạn bè và người thân ở bất kỳ đâu trên thế giới điện năng cũng là nguồn cung cấp cho các thiết bị giải trí như tv máy nghe nhạc và game giúp chúng ta giải trí và thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng bên cạnh tiện ích trong gia đình điện năng còn đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp và kinh doanh các nhà máy và xưởng sản xuất sử dụng điện năng để vận hành các thiết bị và máy móc từ việc chế biến và sản xuất hàng hóa đến việc tổ chức các quy trình tự động hóa điện năng cung cấp sự hiệu quả và năng suất trong quá trình sản xuất đồng thời giảm bớt sự tốn kém và tác động đến môi trường. Điện năng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ việc cung cấp ánh sáng, nhiệt đến các tiện ích gia đình và các công nghệ tiên tiến. Nó đã tạo ra sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều cơ hội cho con người. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên trách nhiệm của mình khi sử dụng điện năng chúng ta cần tiết kiệm năng lượng sử dụng nó một cách thông minh và bền vững để bảo vệ môi trường và tương lai của chúng ta hơn nữa chúng ta cũng cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và giảm tác động đến môi trường với sự hiểu biết và nhận thức này em cam kết sẽ sử dụng điện năng một cách thông minh và bền vững đồng thời khuyến khích mọi người xung quanh em làm điều tương tự Chúng ta có thể tận hưởng những tiện nghi và lợi ích mà điện năng mang lại mà không cần đánh đổi sự bền vững và tương lai của hành tinh. Đúng vậy nghe đến đây, các bạn có thấy điện vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không nào? Không có điện sao mà chịu được đây? Các bạn nhỏ nhớ trân trọng và sử dụng điện một cách tiết kiệm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây video của mình nếu thích hãy nhấn like, thấy có ích thì chia sẻ, còn muốn xem thêm nhiều video nữa của Cà dâu Xanh thì nhấn đăng ký kênh nhé. Sắp xong rồi, đến đoạn này mình cứ vội vội để xem đèn được sáng lên như nào ý. Thích quá luôn. Chúng mình đang có điện mà mất điện đi thì buồn lắm cùng nghe một bài thần chú khi nghe xong bài này phép thật sẽ xảy ra điện sẽ được bật nên nhé đó là bài chúng mình làm gì để bảo vệ nguồn điện nhé tiết kiệm năng lượng sử dụng điện một cách thông minh và tiết kiệm đảm bảo tắt các thiết bị không sử dụng và tắt đèn khi không cần thiết sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn led máy tính sách tay thay vì máy tính để bàn sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng chọn lựa các thiết bị điện tử đèn chiếu sáng máy móc và thiết bị gia đình có chỉ số hiệu suất năng lượng cao các thiết bị này sử dụng ít năng lượng hơn và giúp tiết kiệm điện tận dụng nguồn năng lượng tái tạo hướng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió cài đặt hệ thống pin mặt trời hoặc đèn mặt trời để sử dụng ánh sáng mặt trời và chuyển đổi nó thành điện sử dụng công nghệ tiên tiến nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới như hệ thống điều khiển thông minh hệ thống quản lý năng lượng và hệ thống tự động để tối ưu hóa việc sử dụng điện năng và giảm lãng phí giảm thiểu lãng phí năng lượng đảm bảo các hệ thống và thiết bị hoạt động hiệu quả không có sự lãng phí và dò dỉ năng lượng bảo trì định kỳ và sửa chữa các thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động tốt nhất giáo dục và tạo ý thức tăng cường giáo dục và tạo ý thức cho mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn năng lượng điện. Thông qua việc chia sẻ thông tin, tổ chức các hoạt động giáo dục và tạo ra các chương trình hướng dẫn, chúng ta có thể khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ và đầu tư. Rồi phép thuật quyền en chán tích, đèn sáng đi nào, điện sáng ở đây nhưng mà nghe xong bài phép trên thì chỗ nào mất điện sẽ có điện nhé. Còn chỗ nào mất điện không lên được điện thì có đồ chơi làm máy phát điện chơi cả buổi không chán. Chơi đến khi có điện có chỗ nào tối quá không có điện thì điện đây rồi. Cảm ơn các bạn xin chào hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của cá dâu xanh nhé xin chào